Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thân giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 uh, do Hương Giang phụ trách và chào mừng quý vị đến với chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 11 tháng 7 được Hương Giang làm trên YouTube từ tòa soạn California từ tòa soạn của Cali uh, Today ở San Jose. Thưa quý vị, thời tiết đang ngày một nóng hơn nhưng mà vào lúc này đây một số tiểu bang ở bờ đông nước Mỹ trong đó đặc biệt là Vermont, New York đang hứng chịu những cái cơn lũ lụt và tình trạng này càng ngày càng báo động bởi vì trước nguy cơ là bão đang chuẩn bị đổ bộ vào đặc biệt Vermont là quý vị biết thủ phủ của Vermont vào ngày hôm nay xem hình ảnh là ngập ở trong nước và người dân được di tản. Trong khi đó thì những phần khác của nước Mỹ lại đối diện với đợt nắng nóng. Tại thành phố Sao dê của chúng tôi thì ngày hôm nay nhiệt độ chưa có phải là nắng nóng lắm nhưng mà trong những ngày tới thì nhiệt độ nó sẽ tăng à, tăng dần bây giờ chúng ta nói về à, điểm qua một chút xíu tin về quốc tế ngày hôm nay thì hội nghị thượng đỉnh NATO đã bắt đầu à, Ukraine tổng thống Zelensky đang tìm kiếm con đường gia lập gia nhập vào thành viên của NATO nhưng mà có lẽ là lần này chưa có được bởi vì NATO welcome Ukraine khi nào mà họ hội đủ điều kiện bên cạnh đó thì Bắc Hàn À, có thông tin là bắc hàng mới đây đã bắn hỏa tiễn tầm xa và cái hỏa tiễn này đã rơi xuống à, rơi xuống biển đó là những cái bản tin quốc tế chính nhưng mà bây giờ chúng ta quay trở lại california quý vị biết là trong những năm vừa qua nếu mà quý vị nào ở những nơi xa À những nơi khác đến mà quý vị thăm những cái thành phố ghé thăm những cái thành thành phố nổi tiếng như là ở vùng vịnh San Francisco của chúng tôi là thành phố San Francisco hay là ở LA rất là nhiều nơi ở California bây giờ đang đối diện với cái tình trạng là người vô gia cư người vô gia cư ở khắp mọi nơi và người ta theo cái 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 số liệu thống kê trong 4 năm qua đó từ năm 2018 đến năm 2020 thì cái dân số của dân số người vô gia cư của California thì nó tăng tăng trưởng mà tăng trưởng ở cái mức cao nhất so với tất cả những nơi nào ở trên nước Mỹ. Trong khi đó California đã chi một số tiền hết sức là khổng lồ. Cái số tiền là 17 tỷ rưỡi Mỹ kim để tìm cách mà đối phó chống lại cái nạn vô gia cư trong 4 năm như Hương Nhan nói là từ năm 2018 đến năm 2022. Và như vậy quý vị biết là nửa dân số, nửa dân số vô gia cư của cả nước Mỹ thì ở California, có nghĩa là tiểu bang California chi cái số tiền khổng lồ như vậy nhưng mà nửa dân số homeless ở Mỹ thì tập trung ở California. Và quý vị biết là nó có cái vấn đề mà giải quyết với với cái nạn mà vô gia cư như vậy không đơn giản tí nào mặc dù tiểu bang chi một số tiền khổng lồ nếu mà quý vị nào ở ngay sau dê thì quý vị nhớ là mười mấy năm trước chúng ta có một cái trại được xem là trại vô gia cư lớn nhất với hơn 300 người lớn nhất của nước Mỹ rồi chính quyền thành phố cho dẹp thì người vô gia cư họ tản mát đi khắp nơi bây giờ quý vị chạy xe trên xa lộ quý vị cũng cũng có thể thấy là những cái lều những cái lều trại của những người vô gia cư này và cái tình trạng vô gia cư thì nó khiến cho cái bộ mặt của thành phố nó trở nên rất là nhét nhác và bây giờ tràn lan khắp nơi à, San Francisco nhiều người cho rằng là cách đây so với San Francisco mười mấy năm thì nó còn không có còn cái hồn của thành phố nữa bởi vì cái tình trạng nhét nhác này à, 17 tỷ rưỡi Mỹ Kim này chính phủ đã sử dụng như thế nào? Chính phủ sử dụng tiền mà nhà nhà giá rẻ cho người vô gia cư rồi tiền mà đối phó với tình trạng sức khỏe tâm thần bởi vì đa số những người vô gia cư sống ở trên đường phố thì họ đối mặt với cái tình trạng về sức khỏe tâm thần bị những cái vấn đề về tâm thần và họ sử dụng ma túy đó là điều hết sức là hiển nhiên. Và lẽ ra với cái con số mà tiền khổng lồ như vậy thì Tiểu bang phải đối phó được ít nhất thì cũng phải làm chậm lại cái tốc độ phát triển người vô gia cư nhưng mà tình hình thì nó ngược lại. Đây là điều mà phía những người bảo thủ, những người cộng hòa cho rằng là giới cấp tiếng những người cấp tiếng đã biến California, biến bộ mặt California thành cái bộ mặt của những người vô gia cư như vậy. Đây là cuộc tranh cãi kéo dài và đây là một vấn đề không dễ gì mà đối phó. Đặc biệt với tiểu bang được xem là tiểu bang đông dân nhất của nước Mỹ. Và à, quý vị biết là, à, quý vị còn nhớ là ông tổng giám đốc Mike Piolo đó là ông Mike, my uh, Mike Piolo đó là ông Mike Lindell. Ông Mike Lindell là người ủng hộ ông Donald Trump phải nói là rất là nhiệt tình và cho đến bây giờ Mike Lindell vẫn theo đuổi cái thước âm mưu là gian lận bầu cử năm 2020. Lẽ ra ông Donald Trump mới mới là người xứng đáng, mới là người ở trong tòa bạch ốc. Và kết quả là như thế nào? Ngày hôm nay ông Malindel cho biết là công ty của ông đang bán đấu giá một số những cái trang thiết bị sản xuất. Lý do tại sao? bởi vì đơn đặt hàng bị hủy hàng loạt và cái thiệt hại mà trước mắt của họ là khoảng 100 triệu Mỹ Kim. Bởi vì rất là nhiều nhà bán lẻ, những người mà mua số lượng lớn, đó, những nhà bán lẻ như là Walmart, như là Bed Bath and Beyond hay là như là Kohl's như đã coi như là dẹp hết những sản phẩm của My Pillow trong cái cửa tiệm trong cái cửa hàng của họ Lý do như Hương nói rõ ràng đó là cho đến giờ Linda vẫn tiếp tục tuyên bố bầu cử năm 2020 bị đánh cắp khỏi tay cựu tổng thống Donald Trump. Quý vị còn nhớ là sau cái bầu cử năm 2020 thì Mike Lindell tuyên bố là tháng 3 năm 2021 Donald Trump sẽ được phục chức. Chuyện đó đã không xảy ra. Rồi Malindel còn tuyên bố là cái hội nghị mà do ông ta tổ chức vào mùa hè năm đó sẽ sẽ cho thấy là cái kết quả bầu cử là kết quả dành cho ông Donald Trump. Rồi Mike Lindell còn tuyên bố là sau khi mà cái vụ kiện của họ được đưa lên tối cao pháp viện thì tối cao pháp viện ngay lập tức sẽ phục chức cho ông Donald Trump. Cứ mỗi một khoảng thời gian trôi qua không có chuyện gì xảy ra thì Mike Lindell lại tuyên bố thêm một thuyết âm mưu mới nữa. Người này không hề mệt mỏi. Và quý vị còn nhớ là trong cái hội nghị mà hồi Mùa hè năm 2021 đó thì Melinda tuyên bố là nếu như mà ai thách thức được cái cái những cái số liệu mà được sử dụng trong cái cuộc hội nghị đó nha quên mất cụ thể là những số liệu nào thì ông sẽ đưa cho 5 triệu và đã có một người làm đã thực hiện cái công việc này và thách thức những cái số liệu trong đó cho thấy là những cái số liệu đó là những cái số liệu không có chính xác, không có có thật và Malindel đã tìm cách trì hoãn và không có chịu trả số tiền mà ông ta đã tuyên bố. Bây giờ chúng ta thấy là những người như Malindel thì họ cũng đã lãnh những cái những cái hậu quả khi mà họ đưa ra những cái tuyên bố vô căn cứ và tiếp tục tiếp tục không mệt mỏi cho đến giờ thì chúng ta thấy là từ năm 2020 chuẩn bị ba gần 3 năm rồi vẫn tuyên bố là bầu cử bị đánh cắp khỏi tay ông Donald Trump và bây giờ ông ta lãnh hậu quả và ông ta cho biết là nếu như đơn hàng quay trở lại thì ông ta sẽ thay tức là mua mới những cái thiết bị này nhưng mà tình hình với cái đà này và với cái sự cứng đầu cứng cổ thì được ở bên ngoài đánh giá là cái sự thiệt hại về kinh doanh của ông sẽ vẫn tiếp tục và cũng nhân tiện nói về gian lận bầu cử một trong những cơ quan truyền thông mà đã thúc đẩy những cái thuyết âm mưu mạnh mẽ nhất đó là Fox và Fox News. Bây giờ quý vị biết là Fox lâu nay họ đối mặt với những cái vụ kiện gì? Thứ nhất là họ vừa mới dàn xếp được uh, 780 mấy ngàn Mỹ Kim dàn xếp với công ty máy bầu cử đó là Domin Dominion Voting System sau khi mà các sướng ngôn viên trong đó có sướng ngôn viên giờ vàng của họ, Carl Tuterson, uh, uh, Tucker Carlson, rồi một số những sướng ngôn viên khác lên trên đó thúc đẩy thuyết âm mưu và đưa ra những cái tuyên bố sai trái về Dominion và Dominion đã khởi thực kiện một, một tỷ rưỡi Mỹ kim đòi bồi thường thiệt hại và cuối cùng cái giang xếp này được xem là một giang xếp À, mang tính lịch sử chưa bao giờ có một vụ vàng giàn xếp về mạ lị mà lại cái số tiền nó cao đến như vậy. Ngoài ra thì mới đây Fox và Fox News cũng giàn xếp với một cựu nhân viên của Tucker Carlson. Cựu nhân viên này đó là cựu nhà sản xuất chương trình cho Tucker Carlson. Và bà trong cái vụ kiện của mình thì bà tuyên bố, bà cáo buộc là bà làm việc trong môi trường độc hại, một môi trường kỳ thị. Và mới đây thì Fox New đã dàn xếp với những nhân viên này cái khoản tiền bồi thường là 12 triệu Mỹ Kim. Hai vụ dàn xếp, còn một vụ của Smartmatic nữa. Smartmatic thì cũng tương tự như công ty máy bỏ phiếu Dominion. Cho nên ở bên ngoài đánh giá là Smartmatic sẽ chiếm cái phần thắng nó nhiều hơn, tức là thuận lợi về Smartmatic nó cao hơn. Cho nên là có thể là Fox New sẽ tiếp tục dàn xếp với Smartmatic. Ngoài ra còn thêm hai vụ kiện của cổ đông nữa. À, hai vụ kiện này cho đến giờ thì hương anh chưa thấy là nó có những cái tiến triển mới. Nhưng mà đáng nói là trong cái vụ kiện của Dominion thì khi mà tiết lộ những cái cái chứng cớ đó thì trong đó cho thấy là những cái tin nhắn, những cái thông tin về Tucker Carlson, những cái tuyên bố của ông ta đáng kinh ngạc và thậm chí là nó gây bàng hoàng cho dàn lãnh đạo của Fox News và dẫn tới là Fox News chặt đứt cái cánh tay phải của mình. Đây là một sướng ngôn viên ngôi sao. Một sướng ngôn viên ngôi sao, sướng ngôn viên giờ vàng đã đem lại rất là nhiều tiền của cho Fox News nhưng mà bây giờ Tucker Carlson bị văng ra ngoài. Và Tucker Carlson đã mở chương trình trên Twitter. Thực ra đó, À, nhiều người họ cũng quan sát Để cho rằng là bây giờ Mất đi cái platform Thì liệu Tucker Carlson Có còn popular như là Ở trên Fox News hay không Điều này cho thấy Là Tucker Carlson Vẫn còn nổi tiếng Nhiều người đã theo ông ta Nhiều người vẫn theo dõi ông ta Vẫn xem những cái chương trình của ông ta Chương trình podcast hay là những cái chương trình Trên Twitter Nhưng mà nói là Tucker Carlson có một cái sức mạnh như khi còn ở Fox News thì chắc chắn không còn nữa. Bây giờ Fox có thể đối diện thêm một rắc rối pháp lý nữa liên quan đến ngày 6 tháng 1. Quý vị biết là trong tất cả những cái điều bóp méo và hoang tưởng mà Tucker Carlson thúc đẩy trên chương trình của mình đó. À, trước đây trước khi mà bị sa thải và ừ. sau cái bầu cử Hồi năm 2020 Sau cái cuộc bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1 Quý vị còn nhớ là Tucker Carlson tuyên bố là Sau khi được Ai? Kevin McCarthy Giao cho những cái đoạn băng ghi hình Những cái đoạn băng ghi hình giám sát Vào ngày 6 tháng 1 đó Tại điện Capitol cho Tucker Carlson Thì ông ta lôi ra một số cảnh quay trong đó Và ông ta tuyên bố là Cái cuộc bạo động điện Capitol chẳng qua là một cuộc biểu tình hết sức là ôn hòa đưa ra một cái tuyên bố mà hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta chứng kiến nhưng mà quý vị biết là có một cái thuyết âm mưu mà hết sức là nổi bật mà nói cái thuyết âm mưu này nhắc đến một người đàn ông ở Arizona mà nhân mà tất cơ ca sinh cho rằng người đàn ông này là nhân viên chìm của chính phủ trà trộn vào trong cái đoàn người biểu tình ôn hòa và nhân viên chìm này đã kích động bạo lực, kích động tấn công điện cấp ngày 6 tháng 1 và để phá hoại và làm mất uy tín của cựu tổng thống Donald Trump. Đó là cái lời tuyên bố của Tucker cơ sân. Và tên của người đàn ông này đó là ông Ray Epps. Ông Ray Epps được tất cơ sân và cái thuyết được tất cơ thúc đẩy trên cái chương trình của mình và cái thuyết âm mưu này được tất cơ nói đi nói lại hai trên 20 chương trình của mình Tức là ghim vào đầu Kháng thính giả của ông ta rất là mạnh mẽ Và bây giờ ông Ray Epps có thể khởi kiện Người đàn ông này hai lần bỏ phiếu cho ông Donald Trump Và ông ta vào ngày 6 tháng 1 đã tham gia vào cái cuộc biểu tình ở Washington DC Và ông ta tới đó trước tức là cũng tham gia vào những cái cuộc biểu tình nhỏ vào cái tối ngày 5 tháng 1 ở DC. Và hình camera ghi lại thì cho thấy là người đàn ông này đã hối thúc đám đông cùng với mình đi tuần hành về điện Capitol. Nhưng khi mà tình hình trở nên bạo lực tình hình trở nên nguy hiểm thì S bắt đầu kêu gọi mọi người phải calm down phải bình tĩnh và ông ta nhìn thấy ông ta trong cái băng hình thì ông ta được nhìn thấy là vượt qua cái hàng rào cảnh sát nhưng mà ông ta không có vào ở bên trong điện capitol chính vì vậy mà cho đến giờ ông S vẫn chưa bị FBI rờ gáy cái cuộc điều tra về những người bạo động điện capitol thì quý vị biết là FBI các nhà điều tra họ tập trung trên 1.000 người, những kẻ bạo động đã xông vào điện Capitol. Nhưng mà điều này không có nghĩa là ông F sẽ không có sẽ được FBI hoàn toàn làm ngờ bởi vì cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp diễn, vẫn đang diễn ra và chúng ta thấy là vẫn có những cái vụ bắt giữ diễn ra mà cách đây 2 tuần, hơn 2 tuần thì đã có một cái vụ bắt giữ người gốc Việt cũng tham gia vào điện, Điện Capitol này và quý vị, và, vào cái cuộc bạo động điện capital này và quý vị biết là cái cuộc bạo động này nó đã diễn ra hơn 2 năm rồi nhưng mà cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn nhưng mà quý vị biết như hương nhân nói là công tố viên liên bang họ không cho đến giờ họ chưa có truy tố người đàn ông này nhưng mà trong 18 tháng vừa qua quý vị biết là sướng sướng ngôn viên ngôi sao một thời của Fox News nhấn mạnh là FBI đã không truy tố ông Apps này là cho thấy ông ta có thể ông ta là một nhân viên chìm của chính phủ được bảo vệ và Carson tuyên bố rất là mạnh mẽ không có lời giải thích hợp lý nào hơn nữa về cái việc này và quý vị biết là chuyện gì đã xảy ra chính vì cái thúc đẩy một cách sai trái cái thuyết âm mưu này trên chương trình và kim vào đầu Kháng thính giả của mình như vậy thì nó đã gây nguy hiểm cho người đàn ông này ông ta tham gia vào thủy quân lục chiến nhưng mà quý vị biết là trong cái phiên điều trần trước ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra vụ bạo động điện capital vào năm 2021 đó thì ông Apps ông cho biết là ông không có tham gia vào bất cứ ông tức là ông không có làm việc cho bất cứ cơ quan chính phủ nào và quý vị biết là hai ông bị đe dọa đến nỗi mà ông hai vợ chồng ông phải bỏ xứ mà đi tức là những cái đe dọa này là những cái đe dọa giết người cho nên hai vợ chồng phải bỏ Arizona đi và đi qua một cái tiểu bang khác để sống để sống trốn sống chui sống lủi giữa rất là lâu kỳ và cái công việc kinh doanh của họ họ cũng đem bán bây giờ quý vị biết là toán luật sư đại diện cho cặp vợ chồng này hồi ngày tháng 3 vừa rồi họ cho biết là họ có gửi một cái thư đến cho Fox và tập đoàn Fox và Fox News yêu cầu là họ phải đưa ra cái lời xin lỗi công khai trên làn sóng của mình và công khai trên làn sóng của mình rút lại những cái tuyên bố sai trái về thân chủ của họ và cho đến giờ thì Fox và Fox News họ phớt lờ họ không có hồi đáp không trả lời gì cả cho nên là các luật sư của cặp vợ chồng này thì bây giờ họ đang tính tới là sẽ khởi kiện một vụ kiện mạng lị đối với Fox và Fox News liên quan đến thân chủ của họ. Và quý vị biết là theo quý vị biết là theo các chuyên viên pháp lý họ cho biết là nếu như mà quả thật vợ chồng ông ép ông ép ông ông theo đuổi cái À, vấn đề pháp lý đối với ông à, đối với Fox News là ông đang nắm cái đằng chuôi tức là ông đang có thế thượng thượng phong cho nên đây cũng là sẽ là một cái đau đầu cho Fox và Fox News nhưng mà ông Carson thì bây giờ quý vị biết là à, không biết là bây giờ Tucker Carson ra khỏi Fox News rồi thì nếu như vụ kiện này được tiến hành thì ký trách nhiệm của ông sẽ đi đến đâu nhưng mà cho đến giờ quý vị biết hồi nãy hương giang nói về mai linh đeo chứ gì cho đến giờ thất cơ trên những cái chương trình của mình vẫn cho rằng là bầu cử bị đánh cắp khỏi tay ông donald trump và à, nếu mà ông ép ông khởi kiện thì điều này cho thấy rõ ràng hơn về việc là thất cơ ca mặc dù đã ra khỏi Fox News rồi nhưng mà vẫn tiếp tục khiến Fox News đau đầu như thế nào. Và quý vị biết là như Hương Nhân nói là Fox News và Fox Corporate họ quyết định sa thải thất Carlson cả dân sau khi mà những cái tin nhắn đó của ông ta trong cái vụ kiện của Dominion được công bố cho thấy là ông ta thù ghét và ông ta kỳ thị như thế nào và thậm chí ông ta chê bai tại vì ông nghĩ là cái thế mình là xứng viên ngôi sao rồi và cái vị trí của mình là bất khả xâm phạm nhưng mà đối với cha con của ông Murdoch tức là ông chủ của Fox thì quý vị biết tất cả đều là công chuyện làm ăn cả và ngày hôm nay chuyện gì đang xảy ra tại Georgia quý vị biết là vào ngày hôm, hôm nay thì tại Georgia cái thủ tục mà chọn lựa bồi thẩm viên để quyết định là có truy tố những ai trong cái vụ trong cái cuộc điều tra của bà Fanny Wallace viện lý quận Fulton ở tiểu bang Georgia và liệu có truy tố ông Donald Trump cựu tổng thống hay không. Nhưng mà cái thủ tục ngày hôm nay đó quý vị biết là họ không phải là chọn một đại bồi thẩm đoàn mà họ chọn hai đại bồi thẩm đoàn, mỗi đại bồi thẩm đoàn đó thì họ chọn 26 người cộng với thêm ba người nữa thì ba người này là ba người dự bị phòng trường hợp để thay thế hai à, hai đại bồi thẩm đoàn này họ sẽ làm việc thường lệ tức là họ sẽ giải quyết những cái vụ hình sự ở Atlanta và những cái vụ cái vùng phụ cận nhưng mà một trong hai đại bồi thẩm đoàn này sẽ lắng nghe và sẽ đưa ra quyết định là liệu có truy tố và sẽ truy tố những ai trong cái cuộc điều tra của bà Fanny Willis. Quý vị còn nhớ là đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của bà Fanny Willis trước đây đã làm việc và họ đã lắng nghe 75 nhân chứng họ lắng nghe lời khai nhân chứng họ xem chứng cứ họ nghe chứng cứ và họ đưa ra cái quyết định truy tố một số người nhưng mà cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết là cái quyết định của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt có yêu cầu truy tố ông Donald Trump hay không. Còn bây giờ đại bồi thẩm đoàn này đó là đại bồi thẩm đoàn. Tức là đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đề nghị đề nghị là nên truy tố những ai truy tố những tội gì và bây giờ đại bồi thẩm đoàn thông thường bây giờ họ sẽ lắng nghe một lần nữa và họ sẽ đưa ra cái quyết định là có truy tố và truy tố những ai đây là bộ đây không phải là bồi thẩm đoàn xét xử nha quý vị đây hoàn toàn không phải là bồi thẩm đoàn xét xử sau khi được đề nghị tức là nhận được cái đề nghị từ đại bồi thẩm đoàn đặc biệt thì theo thủ tục bà Fanny Willis sẽ triệu tập một đại bồi thẩm đoàn thông thường để lắng nghe lại cái vụ này và đưa đến cái quyết định đưa ra cái bản cáo trạng còn nếu một khi có bản cáo trạng rồi thì sẽ có bồi thẩm đoàn xét xử nó hoàn toàn khác và à, quý vị biết là ký hôm nay có khoảng 90 người đã đến và họ đã lựa chọn họ có một cái số những cái tiêu chuẩn mà về như là về thời gian và một số những cái tiêu chuẩn khác và quý vị biết là cho đến giờ thì chúng ta không biết là bồi đại bồi thẩm đoàn nào sẽ lắng nghe cái cuộc điều tra lắng nghe chứng cứ của cái cuộc điều tra của bà fanny willis tại vì như Hương ngang nói là ban đầu họ sẽ vẫn như làm việc như bình thường họ là cả hai đều cả hai đều cả hai bồi thẩm đoàn đại bồi thẩm đoàn đều lắng nghe những cái vụ hình sự từ atlanta và những cái khu vực chung quanh và quý vị biết là ông McBurney là thẩm phán sẽ giám sát cái thủ tục đại bộ thẩm đoàn và ngày hôm nay cái phiên mà cái cái thủ tục mà chọn lựa đại bộ thẩm viên đó nó diễn ra tại tòa thượng thẩm của quận Fulton. Bây giờ chúng ta biết là bao giờ có thể bà Fanny Willis sẽ đưa ra cáo trạng trong những cái thư mà bà gửi cho cơ quan thực thực thi công lực địa phương, cơ quan thực thi công lực của tiểu bang và kêu gọi sự hỗ trợ phối hợp bởi vì bà dự báo là có thể đưa ra cáo trạng vào tháng 8 tức là trong vòng khoảng một tháng nữa thì đây là cái cuộc điều tra mà thu hút rất là nhiều uh, sự quan tâm và ngày hôm nay thì có thêm một cái thông tin cũng liên quan đến ông Donald Trump ở đây là liên quan đến cái cuộc á, cái vụ kiện mạ lị mà do bà E. Caro đã đệ đơn chống lại ông Donald Trump vào năm 2019. Cái này nó khác với cái vụ kiện mà được đệ đơn vào ngày vào tháng 11 năm 2022. Vụ kiện tháng 11 năm 2022 thì đã được đưa ra xét xử rồi và bồi thẩm đoàn quyết định là ông Donald Trump chịu trách nhiệm về hành hành vi hành hung tình dục bà Y Jean Carroll và mạ lị nhưng mà không có là tội à, hiếp dâm và họ yêu cầu là ông Donald Trump phải bồi thường cho bà là 5 triệu Mỹ Kim và cái vụ này bây giờ thì phía ông Donald Trump đang kháng án bây giờ có thêm một vụ kiện nữa vụ kiện này là vụ kiện đúng ra là đầu tiên được đệ lên tòa vào năm 2019 và năm 2019 thì bà Eugene Carroll bà đã xuất bản một cuốn sách và trong cuốn sách này bà kể lại cái chuyện là năm đầu năm 2000 à, đầu năm 1996 bà vào cái thương xá hạng sang gặp ông Donald Trump hai bên đã trò chuyện như thế nào và ông Donald Trump đã dỡ trò sàm sợ như thế nào khi mà trích đoạn những cuốn sách này được tung ra thì ông Donald Trump lúc đó đang làm tổng thống Hoa Kỳ thì ông à, ông cho rằng là à, ông đã như thường lệ thứ nhất là ông bác bỏ ông phủ nhận cái thứ hai là ông chỉ trích che bai mạ lị người phụ nữ này và ông gọi bà là không xấu xí không có phải là tiếp người phụ nữ của của ông à, dựng chuyện đủ thứ nói láo dựng chuyện và chính vì vậy mà bà đã đệ đơn khởi kiện vụ kiện đầu tiên là vụ kiện Mạ Lị vào năm 2019 bây giờ vụ kiện này vẫn chưa có được đưa ra giải quyết một trong những vấn đề đó là ban đầu đó bộ tư pháp họ cho rằng là những cái tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra khi mà ông còn làm tổng thống tức là nằm trong cái quyền hạn cái phạm vi công việc của ông cho nên ông Donald Trump được miễn tố trong vụ này và bộ tư pháp sẽ đại diện ông Donald Trump trong cái vụ này điều này có nghĩa là nếu mà xảy ra như vậy có nghĩa là vụ này sẽ chìm xuống bởi vì bộ tư pháp thì không thể cáo buộc bộ tư pháp là tội mạng lị được chính vì vậy mà cái vụ này đầu tiên hết là vào tháng à, Hương Nhân nhớ là hình như vào tháng 7 năm 2000 và tháng 10 năm 2021 thì tòa cấp dưới cho rằng là đô Trump không có được miễn tố rồi sau đó lên tòa phúc thẩm thì tòa phúc thẩm lại đảo ngược cái phán quyết của tòa cấp dưới cho nên là bây giờ cái vụ kiện này nó đang bị treo nó chưa có được giải quyết nhưng mà quý vị biết là sau khi mà có cái phán quyết từ cái vụ kiện thứ hai được bồi thường 5 triệu Mỹ Kim đó thì bà Y Jin Kero đã yêu cầu tòa cho phép bà hiệu đến cái vụ kiện năm 2019 bởi vì sau đó Donald Trump bị phán quyết là chịu trách nhiệm rồi chịu trách nhiệm mạ lị chịu trách nhiệm hành hung tình dục mà vẫn tiếp tục chửi bới lăng mạ bà Y Jin Kero cho nên bà yêu cầu cho hiệu đến bổ sung những cái tuyên bố này vào cái vụ kiện của bà và tăng cái mức tường tiền đòi bồi thường lên là 10 triệu Mỹ Kim bây giờ ngày hôm nay bộ tư pháp tuyên bố họ thay đổi quan điểm trong cái thư gửi ra đề ngày hôm nay đề ngày 11 tháng 7 thì phụ tá của à, phó phụ tá tổng trưởng hoa kỳ cho gửi thư cho luật sư của ông donald trump cũng như là luật sư của bà e Jean Carroll cho biết là họ thay đổi quan điểm à, họ trước đây thì họ cho rằng đó ông donald trump được bảo vệ khỏi vụ kiện mạ lị của bà e Carroll còn bây giờ họ bảo là ông Donald Trump không có được miễn tố và họ rút lui họ không có đứng ra biện hộ cho ông Donald Trump trong cái vụ này nữa trước đó thì bộ tư pháp cho rằng là ông Donald Trump được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý theo cái đạo luật gọi là Westfall mà cái đạo luật này đó là cái đạo luật này là bảo vệ nhân viên liên bang được miễn tố tức là Nhân viên liên bang Được quyền miễn tố tuyệt đối Trong những cái vụ kiện cá nhân Về hành vi xảy ra Trong thời gian Trong cái phạm vi công việc của họ Và họ cho rằng là ông Donald Trump vào năm 2019 Khi mà đưa ra những cái tuyên bố như vậy Là ông đang là tổng thống Tức là ông là nhân viên của liên bang Cho nên ông được cái đạo luật Westphal này Bảo vệ Nhưng mà bây giờ đó thì bộ tư pháp nói no 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 tôi thay đổi quan điểm bây giờ tôi không có tôi không có tin là ông Donald Trump được miễn tố nữa và cái thư nó nói rõ một trong những lý do mà lý do chính đó để dẫn đến cái quyết định này để dẫn đến cái việc thay đổi quan điểm của họ là cái phán quyết của đại, của bồi thẩm đoàn về cái vụ kiện mạ lị mà đã đồng ý bồi thường yêu cầu Donald Trump bồi thường cho bà yichin e. Kero 5 triệu Mỹ Kim phía bộ tư pháp cho rằng với cái phán quyết này nó đóng vai trò trong cái việc trong cái quan điểm của họ quan điểm mới của họ đó là cái thứ nhất cái thứ hai là những cái tuyên bố của ông donald trump đưa ra được sau khi được bà bà y e. caro hiệu đến thì những cái tuyên bố này được đưa ra sau khi mà ông donald trump không còn ở trong nhiệm kỳ nữa sau khi không còn làm tổng thống mỹ nữa và họ rút lại cái 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 quan điểm của họ và như vậy thì quý vị biết là uh, trong cái thư thì cái thư này nó cũng nói rõ là các cáo buộc mà dẫn đến những cái tuyên bố liên quan đến một cái sự việc mà hoàn toàn cá nhân một cái vụ hành hung tình dục bị cáo buộc xảy ra hàng thập niên trước tức là mấy chục năm trước rồi trước khi nhiệm kỳ của ông donald trump cho nên cái hành hung tình dục này rõ ràng cái sự việc này nó không có liên quan gì đến công việc của tổng thống cả cho nên họ rút lui và quý vị biết là đây được xem là cũng là một thất bại cho ông Donald Trump trong cái cái vụ trong cái vụ kiện Mạ lệ này bây giờ vào ngày nếu như ngày hôm qua hương nhã có chia sẻ với quý vị là Wanota phụ tá của ông Donald Trump đã đệ đơn lên tòa yêu cầu tòa là cho phép ông ta hoãn cái phiên điều trần về tài liệu mật, tức là giải quyết tài liệu mật như thế nào. Lẽ ra vào sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu này trước tòa của bà Eileen Cannon ở Pierce uh, Force Pierre thì ông ta yêu cầu là cho được hoãn, nhưng mà không có đưa ra cái thời hạn hoãn là hoãn đến bao giờ. Hoãn vô hạn định à. Và chính vì vậy mà phía công tố viên của ông Jack Smith họ đã đệ thân nguyện phản đối nhưng mà cuối cùng vào tối ngày hôm qua đó hai bên họ đồng ý với nhau là hoãn cho đến thứ ba tuần sau thì bà Eileen Cannon vào ngày hôm nay bà đã đưa ra phán quyết đồng ý với cái thỏa thuận này. Bây giờ quý vị biết ngày hôm qua Hương Nhan cũng chia sẻ quý vị hôm qua tối khuya hôm qua là hạn chót hai bên tức là ông Trump và ông Nota phải hồi đáp cho tòa biết là họ có đồng ý với cái đề nghị của Bộ Tư pháp của công tố viên đặc biệt Jack Smith là dời a à, tức là dời cái phiên xét xử sang ngày 11 tháng 12 năm nay hay không bởi vì trước đó thì bà Eileen Cannon đã đưa ra cái quyết định là xét xử vào tháng 8 mà tháng 8 thì không thể nào mà xảy ra được rồi Bộ Tư pháp họ đề nghị giữa tháng 12 và tối ngày hôm qua 30 phút trước khi mà cái hạn chót hết hạn thì phía ông Donald Trump và Nota tức là có bốn luật sư bên ông Donald Trump là uh, Christopher Kais, ông Todd Blanche còn bên kia Nota là Woodward và hình uh, như thêm một uh, bà luật sư bà luật sư mới nữa bốn luật sư này gửi thỉnh nguyện lên tòa và cho tòa biết là họ không đồng tình với cái ngày xét xử mà phía bên công tố viên đưa ra giữa tháng 12 họ bảo rằng không có bất cứ một cái lý do chính đáng không có bất cứ một cái cơ sở nào mà xét xử nhanh chóng như vậy đó là cái thứ nhất thứ hai họ bảo là bây giờ đó cái thủ tục mà trao đổi thông tin chứng cớ nên họ nhận được quá nhiều cái chứng cớ và hàng ngàn hàng ngàn trang giấy như vậy và khi mà quý vị biết cái này nó chỉ là một cái lô chứng cứ đầu tiên thôi rồi sau khi nhận thêm nữa thì họ còn yêu cầu thêm nữa tức là riêng về chứng cứ mà xem xét những cái chứng cứ này là đủ mất thời gian rồi nhưng mà thực sự điều gì đứng đằng sau cái yêu cầu này quý vị biết khoảng là khoảng vô thời hạn họ không đưa ra một mức mất thời gian cụ thể họ bảo rằng là bây giờ đó phải họ công nhận thừa nhận điều là trong cái vụ này thì nó có đang xen giữa uh, hình sự và chính trị mà quý vị biết rồi, ông Donald Trump bây giờ là đang vận động tái tranh cử mà ông có khả năng sẽ thành là ứng cử viên của Cộng Hòa. Và quý vị biết đứng đằng sau cái chiến lược hoãn của ông Donald Trump như Hương Nhân nói, ông là bậc thầy về trì hoãn. Trì hoãn, trì hoãn, đến bao giờ không còn cách nào nữa thôi. Bởi vì trì hoãn thì có lợi. Bây giờ đó, các cố vấn của ông Donald Trump thì họ bàn luận rằng là có một cách duy nhất nhất mà ông Donald Trump có thể dẹp được những cái rắc rối pháp lý đó là đắc cử vào năm 2024 thì lúc đó nếu như mà Donald Trump bị truy tố bị kết tội rồi đó lãnh tù rồi thì ông có thể tự ân xá cho mình hoặc là nếu chưa thì ông chỉ việc ra lệnh cho bộ tư pháp của ông là xóa hết cả những cái cáo trạng đó những cái buộc tội đó thì đó là con đường duy nhất mà ông Donald Trump có thể là sẽ giúp ông vượt qua được, giúp ông bước ra khỏi những cái rắc rối pháp lý như vậy. Và họ đưa ra những, họ đưa ra cái nhiều cái lập luận để họ yêu cầu trì hoãn, nhưng mà họ không biết là họ không đưa ra trì hoãn như thế nào ở đây có nghĩa là trì hoãn vô điều kiện, à, vô thời hạn. À, mặc dù đó thời gian trong một cái vụ hình sự luôn luôn là cái yếu tố hết sức là quan trọng nhưng mà đối với cái 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 vụ án của cựu tổng thống thì nó có hậu quả rất là rất là to lớn mà quý vị biết rồi ông Donald Trump bị cáo buộc 37 tội danh trong đó có 31 tội danh là cất giữ trái phép thông tin mật về quốc an ninh quốc phòng và quý vị biết là các luật sư của ông Donald Trump và Nauta thì cho rằng là ông Nauta cũng vậy tức là phải là tùy tùng riêng của ông Donald Trump phải theo ông Donald Trump trên chiến dịch tranh cử mà bây giờ đó nếu như mà phiên xét xử vừa xảy ra cùng với thời gian vận động tranh cử thì sẽ rất gây rất là nhiều uh, khó khăn bây giờ đó mọi con mắt thì đều đổ dồn vào bà aline cannon bởi vì aline cannon đã từng đưa ra những cái quyết định mà có lợi cho ông donald trump quyết định rất là sai trái nhưng mà bà vẫn đưa ra cho nên đó mà quý vị biết rồi quan tòa đó thường họ có một cái thẩm quyền hết sức là rộng lớn trong cái vấn đề là lên lịch xét xử hay là những và quý vị biết là cái lệnh mà lịch xét xử của họ là hiếm khi mà bị kháng án lắm nhưng mà bây giờ nếu như mà bà Aiden Cannon đưa ra cái quyết định mà thuận lợi cho ông Donald Trump thì bộ tư pháp họ có quyền kháng án mà cái thủ tục kháng án thì nó sẽ rất là mất thời gian cho nên là quý vị biết là đây là một cái chiêu trò của phía ông Donald Trump và chúng ta chờ xem là cuối cùng bà Eileen Cannon bà sẽ quyết định như thế nào và hương nhắc tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại